cái sức của mình để mà niệm một câu Phật hiệu, để sự nhất tâm, lý nhất tâm, hay là thành phiến, hay là tam muội, thực sự cái sức của mình không phải làm được đâu, khó lắm. Sự nhất tâm là phải đoạn được kiến tư hoặc. Tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đoạn sạch bằng gia A-la-hán là mới được sự nhất tâm. Kinh khủng. Mình không đủ sức để làm trong cái đối với cái căn cơ của mình và với cái nghiệp báo của mình. Nhưng mà mình phục thôi, phục tức là làm cho kiến hoặc, tư hoặc, tham sân si mạn nghi đó nó mỏng nhẹ, nó không làm chủ chiếm ưu thế. Mà niệm Phật tính hạnh nguyện thiện căn phước đức nhân duyên chiếm ưu thế là mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Phục nó dễ hơn. Nhưng mà không phải là một câu Phật hiệu đối với căn cơ của mình là phục được. Dĩ nhiên câu Phật hiệu có khả năng này, nhưng mà đối với cái tính căn nguyện, căn định, căn niệm, căn của mình để mà phục nó thì không dễ gì phục nó đâu. Cho nên cần có phải thêm chú đại bi. Đó, bà cụ Uân Hàm Chương tụng thêm Phổ Môn. Có sáng tạo không? Không. Vì tụng Phổ Môn cũng hồi hướng về Cực Lạc. Tụng Bộ Môn nó có cái hay nữa là mình có cái niềm tin với Bồ Tát Quan Âm rất sâu. Lúc trước Chánh Nhàn chưa có tụng Phổ Môn, đó là niệm Quan Âm không, nhưng mà nó không có cái sức gia trì và cái niềm tin bằng mình tụng Phổ Môn. Do nghe một cái câu chuyện ở cái làng nó bị dịch, ông đó ông tụng Phổ Môn hết dịch, là nhân cái nghiệp dịch này Chánh Nhàn phổ biến, cộng với là Hòa Thượng Trí Tịnh cũng tụng Phổ Môn, cho nên hai cái nguyên do này cái mình bắt nhịp vô tụng Phổ Môn, thấy niệm Quan Âm khác liền. Nó phải có sự lý trong đó. Và bà tụng thêm thần chú Đại Bi, tụng kinh A Di Đà, Phổ Môn mình tụng buổi sáng. Chắc là bà cụ Uân Hàm Chương này chắc bà cũng tụng Phổ Môn buổi sáng. Rồi chiều tụng Di Đà, bà thêm Đại Bi. Rồi tụng Phổ Môn là thường đẳng ngờ tụng Phổ Môn là thích niệm Quan Âm. Nhưng mà Ấn Tổ nói là nếu mà mình không biết đâu là chủ, đâu là khách, lan man không đầu mối. Trì Đại Bi thì muốn cho tâm mặt tương ưng, không nguyện vãng sanh là lan man không đầu mối. Mới nói mà trì đại bi mà nguyện bản sanh hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì có đầu mối. Có đầu mối tức là có cái chỗ mà mình đem công đức mình gửi về, thì nó cũng khách quy về chủ. Khách quy về chủ, hay ngay chỗ này, trợ quy về chánh. Nhưng mà nó giúp cho mình trong cái lúc cái cuộc sống sinh tồn này, gặp chướng duyên, gặp oan gia. Chút xíu con bé lên nó nói cái chuyện oan gia, mà hương linh muốn tách cái hồn nó ra khỏi, cái tâm thức nó ra khỏi cái thân. Tụng đại bi cái là họ bứt buông ra liền. Cho nên cái trợ hạnh đại bi đắc lực vô cùng. Một số những người họ tu tịnh độ, họ không có duyên với đại bi, họ không thuộc đại bi á, họ nghe một số người khác nói là chỉ niệm Phật là đủ, cho nên thành ra tội nghiệp họ thê thảm, thê lương, đủ chuyện trục trặc rắc rối mà họ vượt qua không được, cái rồi thôi bỏ luôn. Ăn cơm trắng mà ăn suông, ăn cơm trắng không ăn gì nổi, đúng không? Mà nuôi con người đâu phải là một thứ gạo đâu. Có lúc mình ăn nếp, có lúc gạo xay làm thành bánh hỏi. Phải biến chế đủ kiểu nuôi cái thân á, phải có rau, củ, quả, đủ kiểu nó mới có thể tồn tại, đừng nói cái tâm. Một pháp mình để cho cái tâm này nó chứng nhập được và nó tiêu phiền não thì bọn phàm phu mình không thể nào được như vậy đâu. Trời cũng phải lúc mưa lúc nắng, với mưa hoài nắng hoài chịu gì nổi, làm sao mà được tồn tại nổi. Cái gì mà tồn tại trong cái gầm trời đất này, chỗ này nó quyền biến hay cực kỳ, cái quyền biến của Ngài. Đại bi cũng tụng, nhưng mà thường là 25 đến 50, nếu mà trì vô cho thì 75, không có kẹt, không có dính mắt. Lúc trước là Giác Nhàn cứ 108, sáng 54, chiều 54, thời gian mổ ruột thừa về, sức yếu một cái, mất. Đọc kỹ văn sao lại một cái, gỡ lại 25, 50, 75. Một nhịp của Ngài là 25 thì nó vừa cái sức 35 phút theo trong máy, vừa sức dữ lắm, vừa lắm. Cho nên trên chùa buổi chiều dây dưới này cho 25 vừa lắm. Nhưng mà thường Giác Nhàn để ý bữa nào mà mệt mà chỉ nghe không á, mà mình không nhếp môi luôn, chỉ nghe không á, thì nó không có bằng mình nhỏ nhỏ một chút. Nam mô đại bi hồi thường bằng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên.
thì cái sức của cái âm thanh mình nó cộng lại với cái âm thanh này nữa đó, thì nó có cái sức định mạnh hơn là mình nghe. Hoặc là bữa nào nó mệt quá mình như mới như như vậy đó, thì nó cũng không bằng ra tiếng mà nhỏ. Tuy nhiên ở bên chánh điện cái tiếng lớn quá cho nên mình không có thể nhép theo nó được, mình không có thể một cái âm thanh nhỏ ra được á. Bữa có anh chàng đó nói là con tụng mà ra tiếng đó, thì cái sức định và nó nhíp hơn là con thầm thầm hoặc là trong tâm. Đúng, nói vậy. Mà khi mệt thì buộc là mình phải thầm ra hơi hoặc giả là mình nghe thôi. Mà do mình quá sức, mình dùng tâm quá nhiều, mình phải điều chỉnh lại chứ. Nếu 108 mà nó quá mệt thì mình rút lại còn 75 hoặc 50 hoặc 25, mà mình làm sao cho nó sảng khoái hoặc nó có ra tiếng. Tự mình phải điều tiết làm sao đó. Chứ đâu có nhiều mà mình lại không ra tiếng thì vẫn không hay hơn là ít ra tiếng. Cái này kinh nghiệm. Lạ lắm, ra tiếng nó có cái lạ. Cái việc mà hôm nay cho đại chúng yên tâm là tụng phổ môn, trì đại bi, niệm quan âm vẫn được vãng sanh. Mà cụ Quân Hàm Chương, lá thư này cực kỳ quan trọng. Tuy rằng trong văn sao Ấn Tổ nói là khách quy về chủ, trì đại bi, niệm quan âm, làm tất cả việc thiện, hồi hướng về cực lạc, đủ tín nguyện vẫn vãng sanh. Nhưng mà thực sự vẫn nhàn tin tuyệt đối, nhưng mà thêm câu chuyện này nữa thì thôi, nó tăng tính tâm thêm. Cho Ấn Tổ mới nói là bạn không phải là Bồ Tát thì bạn đừng có làm như Bồ Tát. Bạn là phàm phu phải làm như thân phận phàm phu. Phàm phu đó là phải biết hàm dưỡng 10, 20 năm, 30 năm như Ấn Tổ. Phải biết hàm dưỡng, ẩn kính tài năng. Đừng có khoe khoang khoác lác, chua ngoa khắc bạc. Thiếu sự hàm dưỡng thì bạn cứ chướng ngại hoài. Trời, hồi trước đó là thôi, giống như diều gặp gió mà lên lưng voi, tổ chức ao 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 hết cái lễ này đến lễ nọ, mà tổ chức về là nằm chèo queo có tu nổi đâu. Mà trước khi tổ chức là lo, nhiều lúc sốt bệnh luôn. Mà nghe được tiếng khen, trời, lại lần 500 ông giảng ông phóng sanh, toàn là chạy theo cái chuyện là lợi người mà hại mình không. Lợi người tốt hại mình quá sức. Khi mà quay về lại văn sao, từ khi đi Mỹ về, bắt đầu đọc vào văn sao, cái bắt đầu con người mình bắt đầu nó nương nơi cái văn nghĩa của Ấn Tổ, mà mình biến đổi cái con người mình từ từ thôi, khiêm hạ, ẩn kính tài năng, làm nhỏ nhỏ yên yên. Đạo tràng này có 20 người. Bây giờ thường ngày biết con người mình, cái ngã mạn nó còn chưa chứng A-la-hán, cho nên làm được cái gì là cái ngã nó lên to đùng. Nguy hiểm vô cùng cái chuyện này. Nhưng mà mình phải thực sự có công phu niệm Phật thì mình nghiên cứu văn sao thì nó rất là thích lý thú. Cũng như mình biết cái phương cách mình làm bánh, rồi mình làm ra rồi mình ăn, mình thấy cái nó mới ngon, chứ mình làm cho người ta ăn mình cũng không biết cái vị nó đâu. Cũng như mình đọc văn sao rồi mình hành trì, rồi mình thấy cái hương vị của nó, rồi mình mới hành trì, rồi mình đọc văn sao mình hành trì, lý sự viên dung vậy đó. Không chấp lý bỏ sự, không có chấp sự bỏ lý, tự nhiên nó lưu thông. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, pháp môn tịnh độ lợi ích rộng sâu. Từ khi đại pháp truyền sang phương Đông, hàng phàm phu sắc đất tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhờ đó mà thoát khỏi ngũ trược, chứng lên cửu phẩm kệ sao cho xiết. Ấy là vì Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, cho nên được kết quả thù thắng lạ lùng đặc biệt như thế. Quả thật là trong những giáo pháp được giảng trong một đời Đức Phật, chẳng có một pháp nào được như thế. Chỉ có pháp môn tịnh độ là như vậy mà thôi. Pháp môn này chỉ trọng thực hành, do cảm Phật nên có thể cậy vào Phật tự lực để nghịch vãng sanh. So với những pháp chuyên cậy vào tự lực để đồng hoặc chứng chân, hồng siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thất tử, thì sự khó dễ dầu có nói chọn năm cũng chẳng thể hết được.
cư sĩ dẫn dịch viên ở Phụ Nguyên, thoạt đầu làm giáo chức, thường dẫn dạy học sinh phải chú trọng dốc hết sức hành hiếu hữu, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình. Đối với việc dặn nói nghĩa lý, ắt mong sao nếu tỏ đến tận cùng, chẳng còn chút nào ẩn kín mới thôi. Do vì quá sức nhọc nhằn bèn bị bệnh nặng, bao nhiêu thầy thuốc chữa trị đều chẳng có công hiệu gì. Về sau có người bạn khuyên hãy nên lắng lòng niệm Phật, bèn được lành bệnh. Do vậy nhiều lượt thân cận trí thức chuyên nghiên cứu tịnh tông mới biết pháp này quá thực là pháp môn thù thắng thành thủy thành chung, để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế đối với người thân kẻ sơ đều đem pháp này để kính khuyên. Mẹ ông ta là Uông Thái phu nhân, bẩm tánh hiền thục, vừa nghe nói như vậy liền phát tâm ăn chay niệm Phật, công khóa hàng ngày ác niệm Phật hơn 1 vạn câu, kim trì tụng Quán Âm Phổ Môn phẩm, Phổ Hiền hành nguyện phẩm, các chú vãng sanh đại bi vân vân để làm trợ hạnh. Mùa xuân năm nay do đánh nàng thổ phỉ gặp phải đường hẹp, chiếc kiều cũ đang ngồi va nhầm đàn bò, phù khiên kiều lẫn kiều đều bị hất lăn xuống ruộng. Kiều đã bị vỡ nát nhưng mẹ ông Giang vẫn chẳng kinh chẳng hãi, chọn chẳng bị thương tổn gì. Do khi cụ ngồi trong kiều đã thầm niệm phẩm Phổ Môn, do vậy biết rằng mẹ ông Giang công phu miên mật nên mới được cảm ứng như vậy. Tuổi đã 78, tài thính mắt sáng, chẳng có vẻ gì già nua. Đến cuối tháng 5 cụ thì hiện bị bệnh nhẹ. Hôm 30 nghe cháu nội là Hữu Bằng dặn 48 đại nguyện cho người khác, còn sai người hầu lắng nghe. Nhân đấy hỏi ngày mai có phải là mùng 1 hay không. Ấy là cụ đã tính sẵn kỳ hạn về Tây vậy. Đến nửa đêm đi ngủ, cụ bị nghẹn đàm không có sức để khạc ra. Do vậy cả nhà đều niệm Phật để cầu cho cụ mau được vãng sanh. Dịch viên lại khai thị Phật nguyện rộng sâu, hãy nên sâu xa hướng về tịnh độ. Nếu có thể toàn thân buông xuống nhất tâm niệm Phật, nhất định sẽ cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương. Khoảng 1 giờ sau đến giờ thình, cụ bèn ngồi an nhiên qua đời. Lúc cụ mất phần thấy quái hàm động đậy, ấy là trong tâm thầm niệm nhưng không nghe được tiếng cụ niệm. Từ giờ thình đến giờ thân, suốt cả 5 tiếng đồng hồ niệm Phật không ngớt. Qua khỏi giờ thân mới tắm gội thay quần áo, khóc lóc vân vân. Bởi lẽ người sắp mất sức không thể chống đỡ được, nếu tắm rửa thay quần áo sẵn và khóc lóc vân vân, chắc chắn sẽ bị phá hoại chánh niệm, chẳng thể vãng sanh được. Nay đã chẳng dời động lại chẳng khóc lóc, mọi người đồng thanh niệm Phật khiến cho trong tâm cụ chỉ có Phật niệm, chọn chẳng có niệm nào khác. Vì thế cụ được chánh niệm rõ ràng theo Phật vãng sanh, thật đáng để bắt chước. Nguyện những kẻ con hiếu cháu hiền đều ý theo đây, thì lòng hiếu từ sẽ lớn lao thay. Hơn nữa mẹ ông Giang còn dặn dò sẵn con trai và con dâu, sau khi cụ mất đừng đặt hình tượng Phật lên đầu cụ, đừng bỏ tiền vào miệng, đừng đội mũ hoa, mặc áo thêu quần áo liềm chỉ mới bằng vải, cổ đeo chẳng hạt mà thôi. Tất cả những thứ quần áo giấy minh khí đều chớ nên dùng, trong đám tang nhất loạt dùng cổ chay, cho nên bất chước thế tục dùng cổ mặn để tế thần vân vân. Ôi ngôn hành của mẹ ông Giang điều đáng làm khuôn mẫu cho đời mạng, là bậc mẫu nghi trọng chúng khuê cát, là bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới. Người tuy đã mất đức vẫn thường còn,
Nguyện những bậc anh hiền chốn khuê cát trong cõi đời nghe phong thơ ấy đều nức lòng bắt chước theo ngôn hạnh của mẹ ông Giang, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện, khiến cho hạnh của hai bà Phi và ba bà Thái lại được thấy trong hiện thời. Lại do hiểu thấu sâu xa trong tâm vốn sẵn có Phật tánh, nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, tu chân nghĩ trong cõi tục, ngõ hầu bao người đều giữ vẹn lễ nghĩa nhân nhượng, cõi đời chưa lại thở đường ngu. Để vốn là dụng đạo đạt đến bình trị tộc bậc mà chọn chẳng có hình tích, để làm phương cách vãn hồi thế đạo những tâm vậy. Nguyện ai nấy đều gắng sức thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ứng Hoa Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3, bài ký về sự vãng sanh của Uông Thái Phu Nhân mẹ ông Giang Dịch Viên.